They've gone to... Yeah. bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855 990 9000, 1855-990-9000 hoặc v247power.com. Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên, duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069 gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan gửi tiền online nhanh chóng tiện lợi an toàn điện thoại 1888-880-8345. Export, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. Trung tâm học liệu châu Á United Healthcare tòa lạc tại Sài Gòn Houston Plaza cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí về Medicare. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio TV và đây là chào bình minh của sáng ngày thứ năm ngày 13 tháng giêng 2022 và chương trình ngày hôm nay à, với sự phục trách của anh phạm cơ anh vũ kiểm và quang trương à, một lần nữa chúng tôi xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình chào anh phạm cơ chào anh vũ kiểm và happy Thursday Dạ vâng, phạm anh cơ rồi. xin chào quý vị khán thính giả việt tv radio network chào anh quang trương và anh vũ kiểm vũ kiểm kính chào quý khán thính giả chào anh trương và anh cơ happy Thursday vâng thưa quý vị như thường lệ chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trước khi bước vào phần tin chi tiết mở đầu đảng dân chủ của hoa kỳ và vấn đề áp lực để có thể thông qua được cái luật bầu cử tự do trong khi đó thì công ty cho thuê xe u haul đã có những cái thông tin về số người mỹ rời nhà từ tiểu bang xanh qua tiểu bang đỏ lãnh đạo của fda đã vô tình cho rằng mọi người ai cũng sẽ bị nhiễm covid 19 trong tương lai CDC của Hoa Kỳ công bố báo cáo chính thức về tình trạng nhiễm Omicron. Hãng tin CNN đã bị mất số lượng lớn các nhà tài trợ cũng như là số người theo dõi vì các kiểu loan tin hiện nay của họ. Không đạt được thỏa thuận, NATO và Nga có thể sẽ có thêm các phiên họp khác. Trong khi đó, thì tại tỉnh Quebec của Canada sẽ tăng cái thuế sức khỏe lên những người dân mà không chịu chích ngừa COVID-19. Bộ Y tế của Liên Âu cảnh cáo là không nên lạm dụng mũi chích ngừa COVID-19 booster. CDC sẽ không gia hạn luật hạn chế mức độ hoạt động của các công ty du lịch cruise ship sau khi mà cái lệnh của họ hết hạn ngày 15 tháng Giêng tới đây. Được biết cần xa có thể ngăn cản virus COVID-19 đi vào tế bào và tấn công người bệnh. Bản tin kế tiếp, vợ cũ của con trai Tổng thống Mỹ Hunter Biden viết hồi ký và sẽ xuất bản vào tháng 6 sắp tới. Trong khi đó, Trung Cộng đang chế tạo một cái mặt trăng ngay trên mặt đất. Một bản tin kế tiếp cho biết cha mẹ của nữ sinh bị hiếp dâm ở tại Virginia đã xin tòa là tha cho thủ phạm bởi vì y đang ở tuổi học sinh. Bản tin kế tiếp cho biết dương vật của đàn ông sẽ bị thu nhỏ lại sau khi mắc COVID-19. Đọc tới đây sao thấy nó xìu xìu. Thực sự lo hay sao? Ra gần... <laughs> anh có không? Và hai bản tin cuối cùng liên quan đến Việt Nam thì thưa quý vị giải thể trường bầm non vì sức cùng lực kiệt và cuối cùng là nở rộ hội nhóm thi hộ. Như vậy thì liệu trường đại học có ngăn chặn được? vấn đề gian lận thì trực tuyến à, bây giờ bước vào phần tin chi tiết thì thưa quý vị như quý vị đã biết à, hoa kỳ trong thời gian à, một vài năm trở lại đây thì cái vấn đề mà phân hóa à, tiếp tục diễn ra à, và rất đặc biệt là cái sự mà xung khắc về vấn đề à, những cái luật bầu cử giữa hai đảng dân chủ và cộng hòa thì gần đây đảng dân chủ muốn thông qua một cái luật về bầu cử tự do à, nhưng mà đảng cộng hòa thì nhất định không có chiều tại vì theo đảng cộng hòa đó thì phải sửa đổi lại, phải có những cái biện pháp khắc khe hơn để tránh trường hợp mà bên phía của đảng Cộng hòa và nhất là ông cựu tổng thống Donald là Trump đó, thì cho rằng là trong cái cuộc bầu cử vào năm 2020 của Bộ tổng thống đó thì có vấn đề dàn lận, Thành ra là phải cải tổ lại, phải cải cách lại cách mà bỏ bầu, bầu cử trong khi đó là dẫn chủ thì không có chiều. Thành ra là trong cái ngày 17 tháng Giêng tới đây thì đảng Cộng hòa đang rất muốn được thông qua nhưng mà đảng Sorry, quý vị, đảng dân chủ đang rất muốn thông qua cái luật bầu cử tự do vào ngày 17 tháng Giêng của năm nay nhưng mà đảng Cộng hòa nhất định không chịu à, như vậy thì cái cuộc chiến về vấn đề thông qua cái luật này chắc chắn là sẽ còn gặp nhiều cam go và anh vô kiểm. À, bất luận là Cộng hòa hiện nay đang chống tới cùng nhưng mà ông trưởng khối đa số tại thượng viện là thượng nghị sĩ Chuck Schumer của dân chủ. Cũng vẫn tuyên bố như anh Trương nói là... Vào ngày 17 tháng riêng... Tức là ngày thứ hai này... Đúng vào ngày lễ Martin Luther King... Thì họ sẽ đưa ra sàn thường viện... Để mà biểu quyết... Này cơ... Dạ vâng... Thế thì họ có thắng được hay không? Cũng có thể là họ sẽ thắng... Nhưng mà cũng có thể họ sẽ thua... Cái đó là tùy ông Manchin... Là vì sao? À, thưa quý vị... Ngày xưa... À, đảng Cộng Hòa ở đa số... Ở thường viện... Là... Đảng Nhân Chủ thiểu số thường viện... Thì lúc bấy giờ... Uh, một vị tố cáo pháp viện qua đời uh, và người ta muốn đưa ông Obama muốn đưa một người vào uh, nhưng mà Đảng dân chủ lúc bây giờ đảng Cộng hòa lúc bây giờ làm chủ thường viện và họ uh, quyết định không họ không chịu. Vì họ không chịu cho nên uh, phía uh, không Đảng Cộng hòa lúc bây giờ họ không chịu nhưng mà họ đang ở cái chỗ gọi là là thiểu số bởi vì Đảng Đảng dân chủ lúc bây giờ đang đa số thời ông Obama Đảng dân chủ đa số cho nên họ nhất định chống và đảng cộng hòa phải dùng uh, philip buster không khi đó là đảng dân chủ đang thắng mà đảng cộng hòa phải dùng filibuster buster để mà đưa cho được ông ông uh, để mà uh, đưa, chống cho được đảng cộng hòa vì đảng dân chủ muốn đưa ông nia uh, đảng cộng hòa muốn chờ thôi rồi thôi như này quá <laughs> uh, thưa quý vị thực đó là lúc Ở bây giờ là đảng cộng hòa rồi. muốn đưa ông Neil Gorsuch vào mà đảng dân chủ không muốn cho nên đảng cộng hòa lúc bây giờ ở vào chỗ thiểu số họ phải dùng filibuster. Khi họ dùng filibuster thì lúc bây giờ đảng dân chủ không đảng dân chủ thôi, thôi tôi, tôi lộn xộn này thôi, thôi. tôi, <laughs> yes. để nó gắn vắng tắt yeah. là nghĩa là cái filibuster nó có thể chống được bằng một cái bằng một cái thủ thuật khác người ta gọi là nuclear mm. option nuclear option là một cái thủ thuật khác có thể chống được cái filibuster thì lúc bây giờ đảng cộng hòa phải dùng cái thủ thuật đó để mà đưa ông Neil Gorsuch vào bởi vì ông Neil Gorsuch đang bị đảng dân chủ chống đảng dân chủ muốn đưa một người khác vào muốn ngưng không đưa để cho sau cái thời gian bầu cử đã à, để đảng dân chủ muốn đưa khi đó đảng cộng hòa muốn đưa vào liền nhưng mà đảng dân chủ á, là không có muốn đưa vì họ chờ họ nghĩ đến khi bầu cử xong là có thể họ thắng họ sẽ không đưa ông này vào thì lúc bây giờ vì không được như vậy cho nên đảng cộng hòa phải dùng uh, nuclear option và họ thắng đưa được ông Neil Gorsuch vào thì đó là cái trường hợp filibuster thắng cuộc và lần này cũng như vậy lần này hai bên chống nhau vì cái đạo luật bầu cử quốc hội mà đảng cộng hòa gọi là đảng dân chủ gọi là tự do bầu cử họ gọi là bầu cử tự do thì bầu cử tự do là gì trong cái đó chỉ có một chỗ tự do mà có vấn đề nhất đó là tự do bầu cử bằng thư ai cũng có quyền bầu cử bằng thư từ trẻ từ người 18 tuổi trở lên là ai muốn bầu cử bằng thư là cử bầu cử chứ không bắt buộc bởi vì đảng dân chủ đảng cộng hòa thì chống lại cái việc này bởi vì họ thấy trong cuộc bầu cử 2020 người bầu cử bằng thư quá sức là đông đông đến nỗi vì lúc bây giờ là người ta được quyền đi bầu cử bằng thư chỉ vì covid 19 thực tế thì chỉ có những người trên 65 tuổi theo luật lệ lúc bây giờ là mới được bầu bằng thư nhưng mà lúc bây giờ vì covid 19 cho nên mọi người đều bầu cử bằng thư. Và vì vậy cái số lượng bầu cử bằng thư Nó lên cao hơn cái mức thường lệ rất là nhiều Đến nhiều triệu phiếu Rất là nhiều Nhiều đến nội mà Theo lý luận của Đảng Cộng Hòa Thì cái việc đó nó thay đổi kết quả bầu cử Tổng thống Ông Trump ban đêm Ngày bầu cử ông đang thắng cuộc nhưng mà sau cái ngày sau đêm bầu cử thì người ta bắt đầu đếm phiếu bầu cử bằng thư thì lúc bây giờ ông Trump thua cho nên ông Tâm cử nhất mực nói rằng là ăn gian và họ ông bắt phải đếm lại phiếu nhưng mà càng đếm thì nó càng trúng nó không có sai bởi vì nó sai là sai có thể sai là sai ở cái chỗ bầu cử bằng thư cho nên họ rất là trọng việc bầu cử bằng thư vì cái lý do đó họ nghĩ rằng bầu cử bằng thư họ không có kiểm soát được cái sự chân thật của lá phiếu cho nên đảng cộng hòa họ chống nhưng mà đảng dân chủ thì lại muốn bầu cử bằng thư vì họ thấy rõ ràng rằng là bầu cử bằng thư họ thẳng rõ ràng cho nên họ muốn bầu cử bằng thư và nếu bầu cử bằng thư tất cả mọi người bầu cử bằng thư thì số người của đảng dân chủ thực sự đi bầu bằng thư thì cao hơn đảng cộng hòa nhiều lắm cho nên họ chắc chắn thắng trong vụ bầu cử bằng thư vì vậy bằng bất cứ giả nào họ cũng phải đưa cho được việc bầu cử bằng thư vào luật lệ đó là lý do họ đưa ra cả luật mà thực tế là liên bang không có quyền làm như vậy chỉ có tiểu bang có quyền biểu quyết thực vấn đề bầu cử luật bầu cử mà thôi nhưng mà liên bang bây giờ lấy quyền vì bầu cử tổng thống là liên bang cho nên họ muốn xài cái chuyện này xuống cấp dưới đó là lý do mình tóm lại đó là khi nếu như cái dự luật này mà đưa ra sang thượng viện để biểu quyết thì rất có thể là bên đảng cộng hòa bây giờ mình cho một cái thí dụ đi kể cả ông menchin và yeah. cái bà Cinema gì đó yeah. cũng đồng thuận đi Yeah. Thì coi như 50-50 Và -50. Yeah. phó tổng thống nhảy vô bỏ cái phiếu là 51 Trên yeah. 50 thì coi như đảng Dân Chủ thắng được cái luật bầu cử tự do đúng như Nhưng vậy. mà nếu như đảng Cộng Hòa dùng cái filibuster Thì đảng Dân Chủ sẽ khó lòng thông qua được cho dù họ 51 yeah. Nhưng mà đảng Dân Chủ đang nghĩ rằng là họ có cái dùng nuclear, nuclear option, option yeah, Để rồi. chống lại tức là họ áp dụng cái phương pháp mà đảng Cộng Hòa đã từng làm Khi mà đưa ông ông Yorkers yeah. vào trong tôi cà về của hoa kỳ phải không dạ đúng y như dạ, vậy khá là như vậy dạ. Thành Thành ra mình hãy chờ dạ. xem xem là kết quả thế nào liệu đảng cộng hòa có đủ khả năng để dùng cái filibuster hay là không và liệu đảng dân chủ sẽ dùng cái nuclear option như thế nào để chống lại dạ nhưng dạ. mà nếu đảng dân chủ dùng nuclear option thì họ có thể giải quyết được cái filibuster nhưng mà cái đó là còn tùy ông Manchin. nếu ông Manchin đứng về phía đảng cộng hòa thì họ lại thua dạ, dạ ra dạ. cái à, đó Các... là đảng cộng hòa họ nắm được cái chỗ ông Manchin thôi đúng chứ đúng rồi. còn ngoài đó là họ thua. Chính đó. trị của Hoa Kỳ như là Philip Morrison rất, rất thua. Là, là đặc dạ. rồi. À, bây giờ chuyển sang một cái bản tin cũng liên quan với đề chính trị đây và cũng liên quan với đề đảng phái, đảng xanh và đảng đỏ tức là dân chủ và cộng hòa. thì bản tin ngày hôm nay cho biết là những cái uh, những cái data từ những cái uh, những cái uh, cái công ty những cái nơi mà cho thuê xe để mà vận chuyển hàng hóa đó, đó là công ty thuê xe ho thì từ cái data của cái công ty này thì người ta mới biết được rằng là cái số người dân của Hoa Kỳ từ tiểu bang xanh dời qua tiểu bang đỏ như thế nào <laughs> tại vì ai dời nhà từ tiểu bang này sang tiểu bang khác cũng đều phải đi thuê, thuê xe ho thành ra là lấy cái data đó ra là biết chắc là những người nào từ những cái tiểu bang mà gọi là xanh chẳng hạn như là California, Illinois hoặc là Alabama à, họ có thể họ chuyển sang những cái tiểu bang đỏ như là Texas vân vân anh Vũ Kiểm đưa thêm chi tiết Um, hai cái tiểu bang đỏ đó được nhiều người của hai phía bờ đông và bờ tây của nước mỹ chuyển tới nhiều nhất thứ nhất là texas của chúng ta là dân cali chuyển qua rất là nhiều tới cái độ mà you ho trong cái bản báo cáo ngày hôm qua họ không còn đủ xe truck để cho người ta mướn mặc dù là một chiều tiểu bang florida là dân của new york chuyển sang thì đó là hai tiểu bang đỏ đứng đầu ngoài ra thì còn 9 tiểu bang khác, 8 tiểu bang khác nhưng chưa nói tổng cộng 10 tiểu bang, trong đó có Tennessee và một số những cái tiểu bang khác nó vắng vẻ hơn. Cái vấn đề chính ở đây đó là bây giờ chúng ta thấy sau 2 năm, nước Mỹ nó bị phân hóa mà chia rẽ trầm trọng. Rất nhiều những cái vấn đề hệ trọng từ cái chuyện kỳ thị chủng tộc, từ cái chuyện cảnh sát da trắng và những người da đen đủ hết tất cả bao nhiêu cuộc xuống đường, bạo loạn và thổ phỉ từ Oregon, từ Seattle, từ Minnesota, rất nhiều đã xảy ra. Cho nên cái bài mới nhất ngoài cái công ty vận chuyển đứng đầu là u ho được mướn còn có công ty Seven lớn 18 bánh đó là United Van Line. Cũng cho thấy là cái tình trạng mà người ta rời California rời New York qua Florida và qua Texas càng ngày càng đông. Chính là như vậy. Thành thử ra trong cái bản tin ngày hôm nay thì có nhắc lại cái câu mà để đời của cố Tổng thống Ronald Reagan khi mà ông tuyên bố vào năm 1982 là hãy bỏ phiếu bằng đôi chân của bạn. Cái câu này không phải là chúng ta vẫn thường nghe Việt Nam nói là bỏ phiếu bằng chân hoặc là xuống đường bỏ phiếu bằng chân. Nhưng mà đây, tức là đi qua tiểu bang khác là một cái hành động bày tỏ cái thái độ bất mãn đối với lại các tiểu bang mà bây giờ những người bảo thủ như California họ không muốn ở nữa. Chưa từng có xảy ra trong nước Mỹ mới ngày hôm qua hôm kia mình loan tin ba vụ cướp giữa ban ngày ban mặt ở San Jose. Tại vì cái luật lệ của California nó quái gở tới cái độ đó dưới 900 đồng thì không bị phạt, không bị bất kỳ một cái hình thức coi như là trọng tội nào hết. Thì người dân lâu đời ở đó họ cảm thấy bất mãn. Đó là một cái ví dụ điển hình. Cho nên ngày càng có nhiều người sẽ rời tới Texas của chúng ta, sẽ rời tới từ bang Florida. Thứ nhất là hai từ bang này có một cái ưu điểm nữa ngoài cái chuyện vẫn là tiểu bang đỏ cộng hòa bảo thủ lại còn có cái lợi cho những người khác tức là không có tax state state tax không có thuế tiểu bang anh cơ dạ vâng không có thuế tiểu bang là cái chuyện cũng là đã lời thế rồi nhưng mà cái ghê gớm nhất là không chịu đóng những cái thứ thuế khác có nhiều thứ thuế mà chị dành ra để lấy thêm cho tiền cho tiểu bang để tiểu bang có tiền làm welfare food stamp À, đó cho những cái tiệc thành được cái quyền lời ở welfare food stamp ở bên tiểu bang California là rất cao và vì vậy cho nên thì cái tiền 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 thuế tiền mà trợ cấp của welfare food stamp là lấy từ những cái người người dân ra bởi vì họ đóng thuế đủ thứ thuế từ thuế, từ thuế Uh, siêu thị ăn mua bán cho đến tất cả những thuế gì đều thuế rất là cao phải nói là siêu cao thuế nặng ở những cái tiểu bang mà màu xanh uh, do đó người ta chán, người ta không muốn đóng tiền nhiều quá họ phải đi qua những tiểu bang uh, nhẹ thuế hơn uh, do đó mà công ty cũng dời rồi công ty dời thì người dân họ dời theo và những người dân họ dời theo vì cái tiền vì cái tiền thuế là điều đầu tiên thứ hai là những cái việc liên quan đến học hành con cái bây giờ đảng dân chủ họ đưa ra những cái luật lệ thiên về phân biệt chủng tộc thiên về vận, thiên về đấu tranh chủng tộc thiên về vấn đề đấu tranh giới tính uh, cổ suy cho những cái chuyện quá sức là cấp tiến ví dụ như dạy tình dục cho những cái trẻ mà lớp nhỏ chẳng hạn và những cái sách vở dạy tình dục trang ngập sách vở dạy học thì biến mất cho nên người ta lo ngại về cái tương lai con cái và đó là cái cuộc bỏ phiếu mà ông Nhân, ông Reagan à, theo lời anh Kiệm nói và theo tôi thì ông tiểu cũng là một câu rất rõ là cuộc bỏ phiếu bằng chân khi người ta dời từ những vùng cộng sản và thiên cư về thành phố ở những cái vùng mà không có đất cộng sản thì đó là những cái gì mà họ thấy và họ thấy rõ nhất là thấy do cái du hồn tức là cái nơi mà họ chuyên môn cho thuê xe để dời nhà. Yeah. À, thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan đến một cái buổi điều trần của cái người được coi là quyền cục trưởng của cơ quan FDA của Hoa Kỳ thì ông này ông có nhận xét một cái câu mà ba này thì đúng, đúng bà rồi, đúng, đúng. thì cái người này đã nhận xét một cái câu mà nghe thì có vẻ nó hơi không có thuận lắm nhưng mà có lẽ đúng là như vậy. À, cho rằng là bà này bà cho rằng là trong tương lai gần thôi thì có lẽ là mọi người dân của Hoa Kỳ ai cũng đều sẽ phải dính, phải nhiễm covid 19 cả. À, cái vấn đề lây lan của omicron nó rất là nhanh và khó lòng để có thể ngăn cản được. À, tuy nhiên thì theo ý của bà này đó thì cái điều quan trọng là cái vấn đề cái nền kinh tế, à, cái, cái, cái vấn đề cái sự vận hành kinh tế uh, mà mình phải sống chung với lại COVID để mà tiếp tục cho nó phát triển. chứ còn bây giờ cứ ngăn sông cấm chợ riết mà cái tình trạng lây nhiễm nó vẫn gia tăng như vậy đó, thì cũng không giúp gì được cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ cả. À, được biết là theo dự đoán trong tuần tới đây thôi, cái số lượng người bị lây nhiễm COVID-19 sẽ gia tăng một cách kinh khủng lên tới cả hơn một triệu người Uh, tại nước Mỹ nhưng mà đó là cái dấu hiệu cho thấy là nó sẽ lên tới đỉnh điểm và rồi nó sẽ đi xuống trong thời gian khoảng chừng 1 hoặc 2 tuần tới mà thôi anh Vũ Ngày 19 tức là theo như là lời tuyên bố của hai vị đứng đầu trong cái ngành y tế của Hoa Kỳ trước hết là bác sĩ Anthony Fauci um, trong tuần vừa rồi đó thì ông và một số các viên chức hàng đầu khác cho biết là hầu như tất cả mọi người Mỹ sẽ bị nhiễm COVID-19 thì ông là cố vấn trưởng của tòa bạch ốc liên quan tới cái đơn vị để mà phòng chống covid 19 ông phát biểu tại cái buổi nói chuyện do trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế tổ chức hôm thứ ba ngày 11 tháng riêng ông nói nguyên văn như sau tôi nghĩ ở nhiều khía cạnh omicron với khả năng lây nhiễm có mức độ vượt trội chưa từng có cuối cùng rồi thì mọi người ai cũng sẽ lây cho tất cả mọi người trước đó vài giờ thì Bà bác sĩ Janet Woodcock là quyền ủy viên của Cơ quan Kiểm soát An toàn Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ Cũng có một cái quan điểm tương tự Chúng ta chờ xem coi ngày 19 Thì cái báo cáo mới nhất có đạt được cái mức mà như họ dự phóng là 1 triệu 200 ngàn người bị nhiễm trong một ngày Chúng ta để chờ xem Dạ vâng, thì ai cũng thấy rằng là như chúng tôi trình bày nhiều lần Họ căn cứ vào các cái phép làm toán và họ thấy rằng là với cái độ dốc của đường Parabol hiện nay thì cái khi mà đến đỉnh điểm rồi thì nó phải đi xuống theo như các cái chuyện mà nó lây nhiễm à, các cái kỳ lây nhiễm trước và họ ước tính rằng trong các cái tuần lễ cuối cùng của tháng giêng à, hôm nay đã là mùng 10 à, 11 à, hôm nay là 12 hay 13, 13 rồi 13. chứ hôm nay 13 rồi tất nhiên chỉ còn một tuần nữa là mọi việc sẽ được giải quyết khi mà đến đến đỉnh điểm rồi thì nó bắt buộc đi xuống lúc bây giờ thì người ta à, sẽ không còn quan tâm đến vấn đề thử ta sẽ lây nhiễm nữa và đời sống sẽ trở lại bình thường nhưng mà trước mắt bây giờ thì những cái chuyện mà lộn xộn nhất là những cái chuyện không có test để mà thử bởi vì người dân người ta cần thử test để mà làm giấy chứng minh nghĩ rằng là mình đang bị bệnh và để nói chuyện với sếp để có thể nghĩ được vài ngày này nó kia khác cho nên vấn đề đó rất cần thiết một tuần lệ nữa thì không ai cần nữa vì lúc bây giờ đã nhiệm hết rồi những người mà cần thiết những cái người mà lấy nhiệm đã hết giống như chúng tôi còn cái chuyện cười hôm qua rằng nói tại sao công việc chồng bởi vì bị lấy nhiệm thì thi bộ những người không lấy nhiệm thì mấy người đó cũng bị bị lấy nhiệm luôn thành ra bây giờ sẽ không có người và do đó nó thể, tới cái lúc hết người thì tự nhiên hết lấy rồi thì đó là cái lý do mà người ta đang chờ đợi. Dạ vâng À, và ngày hôm nay tin cũng cho biết là Tổng thống Biden của Hoa Kỳ cũng đã vừa mới ra lệnh là chính quyền của Hoa Kỳ sẽ điều một số nhân viên về y tế, bác sĩ, y tá cũng như là kẻ gặp quân đội Đến ít nhất là 6 tiểu bang mà hiện bây giờ đang có cái mức độ lây nhiễm rất là mạnh Trong đó có New York, New Jersey, Ohio, Rhode Island, Michigan và New Mexico Để mà giúp có thể đối phó với tình trạng số người lây nhiễm và nhập viện quá nhiều ở tại 6 tiểu bang này thưa quý vị À, bây giờ chuyển sang bản tin liên quan đến CDC thì theo cái bản thống kê mới nhất cho thấy là cái tình trạng cũng không đến nỗi bi đát phải không anh? À, tức là cái số lượng người lây thì cũng nhiều nhưng mà vào nhập viện cũng như là số người bị chết, bị nặng vô ICU đó không 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 phải là nhiều lắm theo cái 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 con số mà CDC vừa mới công bố anh vô Tại sao CDC lại điều chỉnh về cái số báo cáo này là bởi vì truyền thông trung thực CNN. Nhưng qua tôi đã nói ngay chính ông Thông tin viên trưởng về đặc trách về y tế là bác sĩ Sanja Gupta và cái ông sứ ngôn viên chính nhà báo kỳ cựu Jack Tapper cũng phải tuyên bố và xin lỗi lại và đính chính là họ đã từng loan Omicron chiếm cái tỷ lệ 75% trên nước Mỹ và tỷ lệ nhập viện vô ICU là khoảng trên 55%. Bây giờ thì CNN sửa lại Nhưng qua tôi nói là trên 40% Nhưng mà ngày hôm nay thì nói là 50% Những người bị nhập viện Trong khi đó thì vô phòng cấp cứu chỉ là 25% thôi Tại vì có nhiều cái báo cáo Nhiều người vô nhập viện đúng Nhưng mà không phải vì Omicron Tại sao lại như vậy? Thì dĩ nhiên quý vị biết rồi nó bị chính trị hóa một mức quá đà làm cho thiên hạ bị hoang mang cái tâm lý của quần chúng. Có thể là nó vẫn là cái mục đích chính của bên phía đảng Dân Chủ Là muốn bám lấy cái đề tài này Cho cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay Thành thử ra cũng đều là 4T hết Nhưng mà nó khác nhau 4T là truyền thông thông thực, trung thực Và truyền thông thổ tả CNN Vâng, trong cái vụ này thì uh, CDC uh, Bà bà mà giám đốc CDC Còn đã có một lần nói rằng là Trong cái số người chết ừ. vì Covid-19 Thì những cái người chết đó đó uh, đa số họ đều bị những cái bệnh nền, ít nhất nhiều người có tới bốn bệnh nền, thành đó họ phải chết thôi. Đó là những người bệnh quá nặng, gần chết rồi. Covid 19 giãn thêm cái đòn cuối cùng làm cho họ chết luôn. Thế đó là bà nói như vậy. Nhưng mà bây giờ thì bà cũng phải bà cũng bà sửa lại câu nói đó thôi. Nhưng mà con số thực tế thì nó vẫn như vậy. Tức là cái số người chết vì Covid 19 trong thời gian này cũng có nhiều chứ không phải là nhiều nhưng mà không nhiều bằng ngày xưa là điều đầu tiên điều thứ hai là những người đó đa số đều có bệnh nền tức là cái chuyện chết đó là cái chuyện họ sẽ chết trong những cái ngày tháng nào đó gần đây và cái covid mà chỉ giãn cái đòn cuối cùng lên trên cuộc đời của họ chỉ có như vậy mà thôi vẫn liên quan đến cái đề tài mà chúng tôi đã bàn trong cái phần cuối của phần 1 đó là có liên quan đến hãng tin CNN thì ngày hôm nay thưa quý vị có một bản tin được đăng tải bởi một tờ báo ở bên uh, Anh, tờ báo có tên là Daily Mail. Thì họ cho biết rằng là cái cái thống kê gần đây cho thấy cái kết quả của những người mà theo dõi cái đài CNN đã giảm xuống một cách rất là kinh khủng. Có thể nói là, là khoảng gần 90% số lượng khán giả, độc giả theo dõi cái đài CNN này đã giảm đi trong cái tuần lễ đầu tiên của năm 2022 cái lý do mà họ cho rằng là cái thứ nhất là về vấn đề đảng bè phái tức là đảng CNN quý vị cũng đã biết trong suốt thời gian qua thì họ thiên về bên đảng dân chủ hơn và uh, chống đối đảng cộng hòa rất là nhiều uh, ngoài ra thì uh, cái uh, một cái vụ lùm xùm gần đây được coi là rất là lớn đối với lại CNN đó là cái người được coi là top rated prime của CNN tức là anh Chris Cuomo uh, đã bị vướng vào cái cái vụ liên quan đến anh của ông này đó là thống đốc của tiểu bang của của tiểu bang New York thì vì vậy thành ra cái số lượng người theo dõi à, cũng vì vậy mà giảm đi rất là nhiều à, xin được nhắc lại đây là cái thống kê của một tờ báo của nước Anh chứ không phải là của nước Mỹ đại Daily Mail anh Vũ Kiệt ừ, trước những cái vụ mà đáng kể như anh Quang Trương vừa mới liệt kê ra và nhắc lại đó thì còn có một cái sự kiện nữa cũng là một <laughs> thông tin viên thường trực đặc trách về nhiều vấn đề chính trị đó là ông Tuber. Trong cái năm ngoái khi mà đại dịch làm tin qua Zoom và phỏng vấn qua Zoom, tức là qua màn ảnh, chứ không có đến tại studio. Không biết lý do làm sao, mà đưa lối quỷ dẫn đường, ông ngồi ông thủ dâm. Sau khi mà ông phỏng vấn một cái cô cũng là thông tin viên của CNN ở ngay tại ở bên Boston. Sau đó thì cái dĩ nhiên khi mà mạng qua mạng mà thì người cái tất cả những bằng chứng nó còn ở đó CNN nhận lỗi nhưng không đuổi ông cho ông tạm nghỉ việc trong vòng đúng một tháng bây giờ trở lại làm việc ông Tupper cái mặt rất là coi như là điềm đạm và giống như là một nhà mô phạm đeo kính cận và mặt thì nhìn không ai nghĩ là ông ta có cái hành động như vậy đó là CNN anh cơ à dạ vâng À, thì uh, CNN uh, thì mọi người đều biết rằng là cái khuynh hưởng của CNN uh, như thế nào còn riêng cái tờ Daily uh, Daily Mail thì tờ Daily Mail nó cũng giống như là tất cả mọi tờ khác nguyên nó nguyên thủy nó từ bên Anh nhưng mà phóng viên nó khắp nơi trên thế giới và những cái bản tin của nó uh, cũng không phải là không hẳn là không có chất lượng những bản tin của nó cũng là căn cứ vào các cái hãng truyền thông khác À, thông thường thì có nhiều ký giả chuyên nghiệp họ bán bản tin cho nhiều hãng truyền thông cho nên hầu hết các bạn truyền thông đôi lúc họ ghi những cái con số hết sức là giống nhau là chỉ vì họ nhận được nguồn tin từ một cái nguồn gốc nào đó của những cái ký giả à, lành nghề mà họ hành nghề rồi họ bản tin cho các hãng truyền thông cho nên à, đội và họ thêm vào những cái chi tiết này chi tiết kia đó là những hãng truyền thông khác thế thì cái vụ này là cnn người ta người ta căn cứ vào những cái báo cáo Uh, là mới nhất bởi vì bây giờ ai cũng biết rằng là với cái tình trạng digital hiện nay uh, mọi người mở đài CNN hoặc là không mở đài CNN uh, nhận được tin của CNN đọc CNN ở trên trang mạng và không đọc CNN đều có thống kê cả và những thống kê đó cho thấy rằng là cái số người đọc và xem CNN ở trên các trang mạng và ở trên uh, các hệ thống uh, TV là cũng người ta cũng biết là bao nhiêu người và cho thấy là giảm đến đến 90% trong tháng giêng của năm 2021 và trong tháng giêng của năm 2022 nó giảm đi tới 90% và họ nói rằng là cái cái giảm đi đó phần lớn là nó do cái vụ sáu tháng giêng vụ sáu tháng giêng thì phải nói rằng <laughs> ghê gớm mọi người đều coi cả thành ra CNN đương nhiên họ hưởng lời trong cái đó và và bây giờ đây thì họ không còn cái chi tiết đó nữa cho nên à, các cái tin tức thì nó giảm đi rất là nhiều à, đó là cái nguồn gốc của cái so sánh tại sao mà hai tháng giêng nó lại khác nhau như thế nhưng mà phải nói chung rằng cái lập luận của cnn từ xưa đến nay ai cũng biết rằng hết sức là cực đoan và họ thuê ngoài những tay tổ nổi tiếng như là ông Cooper hay là Chris Cuomo chẳng hạn thì phần lớn phóng viên của CNN đều là những người mới ra trường từ các cái trường báo chí và vì họ thuê người rất là rẻ cho nên họ thuê nhiều người và nhiều người không có vừa học vừa làm cho nên đôi lúc cái, 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 nghề, cái khả năng nghề nghiệp của họ thấp và đó là cái lý do tại sao mà CNN từ xưa đến giờ nó vẫn không có được nổi tiếng À, cho lắm không yeah. cái 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 điểm chính ở đây đó Chris Cuomo không rẻ trong cái bản tin bữa trước tôi với anh Trương làm rồi 6 triệu một năm Cooper Anderson 3 triệu một năm thứ anh đó là những người mắc tiền còn họ có cái gian phản viên ở dưới thì rất là rẻ tôi cần phải nhấn yeah. mạnh về cái điều này phải nói dứt khoát và nói thẳng CNN là một cơ quan truyền thông thiên tả thí dụ điển hình thời chiến tranh Việt Nam những cái đài ABC những cái tin mà có lợi cho cái phe chống chiến tranh đó thì họ mới đăng và khai thác rất kỹ khai thác một cách triệt để thí dụ cái vụ Mỹ Lai cái vụ bà Jen Fonda đội nón cối của bộ đội ngồi ở trên cái súng phòng không bắn chụp hình những cái hãng tin mà chống chiến tranh đó phản chiến đó ông hồi xưa làm 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 làm, làm bộ trưởng bộ ngoại giao bây giờ làm coi như là đặc biệt về cái vấn đề môi trường cho tổng thống biden ông chồng của cái bà gia đình hutcher mà làm kết chấp đó tự nhiên tôi quên tên ông john kerry thì đó là những cái họ khai thác rất kỹ và thân về cái phía bên kia tức là họ chống đối lại với chính quyền thờ ông nixon đối với, với những người mà có mở ra những cuộc chiến những cái vụ ở trường đại học ken ohio sinh viên xuống đường nổi loạn bắn chết người. Người khác, những hãng tin khác họ cũng làm một cách trung thực. Nhưng đặc biệt những cái hãng tin này họ vỡ được cái tin đó là tin lớn. Họ khai thác một cách triệt để và họ đưa vào những cái quan điểm và lập trường chống chiến tranh một cách rõ ràng. Cho nên cái vấn đề chính ở đây đó, thiên tả hay là cực hữu, Fox là cực hữu. Họ chống lại những cái chuyện khác. Họ cũng có những bản tin đôi khi mình đọc mình cũng bất mãn chứ không phải là không. Cho nên, nhưng mà phải nói là CNN đó, là luôn luôn từ trước cho tới giờ Pinhead Arter có vợ Việt Nam trong cái cuộc chiến tranh mùng vịnh năm 1991 Ông là một người phản chiến và là quân đội Mỹ khi mà cái cuộc Desert Storm của hành quân đó chưa tới Ông là người ông loan tin trước làm sao mà bên Iraq không có thể mà, 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 mà biết trước được để mà có thể họ tháo lui để mà cho cái cái giảm cái số người mà bị chết chóc như vậy Vấn tắt nó là như vậy. Daily Mail cũng vậy, là một nhìn ở bên ngoài từ nước vô trong nước Mỹ là một cái cơ quan truyền thông hoàn toàn là thiên tả những cái gì có lợi cho bên phe thiên tả là họ khai thác. Dĩ nhiên là cái nguồn họ có nhưng mà không trung thực, rất phong phú, đều là sự thật cả nhưng mà không trung thực. Yeah. À, vâng, à, dù sao đi chăng nữa nói đi thì cũng phải nói lại. À, đối với lại CNN thì dưới luận vũ kiểm nói là đúng tức là rất là thiên tả nhưng mà về nói về mức độ nổi tiếng của nó thì phải xác nhận là nó yes. rất nổi tiếng đúng chứ anh nói nó không nổi tiếng từ xưa đến nay thì không đúng không nhưng mà yeah. thì phim rất đó nổi tiếng có, nó có đồng đồng bằng chứng là mình dùng đa số tin từ CNN từ trước tới bây giờ đầu tiên hết á là được thành lập từ ông Ted Turner yeah. chồng của bài gen phong đa hồi đó là còn cái Turner Network sau này ABC mua lại Disney mua lại bây giờ Disney với là ABC đó là làm chủ CNN chủ luôn cả ESPN yeah. và những cái hệ thống nhỏ khác MSNBC cũng thuộc ở trong cái coi như là cái <laughs> cái cái thống lĩnh thị trường truyền thông của CNN. Yeah. Yeah, vâng. <laughs> à, thưa quý vị chuyển sang một bản tin khác, bản tin này cũng khá là quan trọng có liên quan với đề chính trị trên thế giới thì vào ngày 12 tháng Giêng, tức là ngày hôm qua đó thì cái cuộc họp giữa hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO và bên phía của Nga đã được diễn ra ở tại bên Brussels của nước Bỉ và bên phía của NATO thì có rất nhiều đại diện của nhiều quốc gia nằm trong khối NATO cũng đến để bỏ họp có liên quan đến vấn đề Nga đang có cái, cái 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 dấu hiệu cho thấy là muốn tấn công bên phía của Ukraine à, tuy nhiên thì thưa quý vị tin cho biết là cái cuộc họp vẫn chưa đi đến một cái kết quả gì khả quan cả bên Nga họ cũng vẫn cương quyết họ yêu cầu NATO là phải không có được đặt những cái vũ khí ở tại những cái quốc gia à, về phía Đông Âu. À, đây là cái điều mà họ nghe cho rằng là đây là cái hình thức mà bên phía của NATO có cái mối đe dọa đối với lại Nga. Thì thành ra là cái cuộc họp vừa rồi đó, mới hôm qua thôi thì coi như là đã không có đạt được cái cái thành quả gì được gọi là đáng quan tâm. Anh Phương Kiệt. Tức là qua hai cuộc họp rồi, ngày hôm nay là ngày 13 là cái cuộc họp cuối cùng rất là quan trọng giữa mỹ nga và nato cùng với lại hội đồng thường trực của tổ chức an ninh và hợp tác châu âu osce thì ngày hôm qua đó cái cuộc họp với lại nato dĩ nhiên cũng không có kết quả nato và nga vẫn bất đồng như anh trương vừa mới nói cái điểm chính ở đây đó nato cũng vẫn muốn như là mỹ cái cuộc họp đầu tiên yêu cầu nga rút quân đội về nga dứt khoát không làm điều đó Và Nga nói họ không có Tức là những cái lính đó Hơn 100 ngàn quân lính đó Ở trong lãnh thổ Nga Họ tập trận ở tại đó Chứ họ không có cái mưu đồ xâm lăng Ukraine Như là các nước phương Tây mà cáo buộc họ Thành từ ra Ngày hôm nay Thì các tin tức đều cho biết là Đồng minh Hoa Kỳ và khối NATO Vẫn tiếp tục đối thoại với Nga Trong cái cuộc họp quan trọng và cuộc họp cuối cùng trong ngày hôm nay ngày 13 ở tại Vienna nước Bỉ Brussels chứ yeah. mời anh coi à vâng à, tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay họ vẫn họp nhưng mà vẫn không đi đến đâu bởi vì lập trường của những cái người người nga họ đã nói là họ không có thối lui tức là ý của họ nói rằng lập trường của họ bao giờ họ cũng giữ. họ chỉ có thương thuyết những cái chuyện mà râu ria thôi còn lập trường của họ nếu bên giống như người cộng sản ngày xưa vẫn có cái câu chuyện nói đùa gọi là lập trường ta thì ta dự lập trường của địch nếu không trải với lập trường ta thì lúc bây giờ ta mới thương thuyết thành ra họ không có bao giờ thổi lôi uh, trong cái vụ này nữa và cái vụ này thì họ còn đòi hơn uh, tức là họ không muốn Ukraine ở trong uh, ở trong NATO và họ cũng không muốn NATO phải rời đi tất cả những cái vũ khí mà họ đã đặt ở trong các quốc gia Đông Âu trong đó có Hungary, có Ba Lan và có có thể có tại các cái quốc gia Baltic nữa thành ra họ muốn phải thôi luôn những cái đó là những đòi hỏi hết sức là quá đáng và nato với lại là là, 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 là hồ mỹ thì chắc chắn là không có chịu uh, những cái điều đó cho nên uh, lập trường đến đó là xong và họ sẽ chờ để làm sao nhưng mà ngày hôm qua thì tôi uh, tình cờ tôi phải tìm lại một cái lý do tại sao mà người ta cứ nói rằng là crimea là của nước nga người nga vẫn nói như vậy nói cái việc của nước nga bây giờ nước nga họ có lấy lại của ukraine là điều đương nhiên thì tôi mới tìm ra được cái nguyên nhân đó là năm 1954 lúc bây giờ là người nga và các nước đông âu cũng như ukraine và ngoài nước đều ở trong một cái nước gọi là cộng hòa liên bang xô viết thế thì cộng hòa liên bang xô viết nó cũng lớn giống như nước mỹ vậy có nhiều tiểu bang và một trong những tiểu bang đó là ukraine thì ông stalin ông mới đưa cái vùng crimea từ nước nga sếp sang nước nga đàn em tức là ukraine cho nên crimea lúc bây giờ đang từ nước nga nó đổi thành ra crimea của được à, ukraine do đó bây giờ đây sau khi nga tan rã cộng sản nga tan rã thì ukraine dĩ nhiên là cái cái Crimea là người ta đã chia trước rồi cho nên là Crimea là của họ. Vì vậy cho nên Nga nó cứ nói rằng là cái đất này là đất của họ cho nên họ muốn lấy lại và nếu họ lấy lại được là điều đương nhiên. Và ngay những người dân Nga cũng nói như vậy. Thế đó là cái câu chuyện buồn cười về vấn đề Ukraine mà tại sao nó lại thuộc về người Nga. <laughs> cũng giống như Trung Cộng mà vẽ cái cái vòng cái cái đường chính đoạn để mà đã cho rằng là cái vùng biển Đông là của họ vậy đó hả? Dạ dành không, đất chúng cộng đối với cái đường đó là tại vì cái vùng biển Đông là à. cái vùng họ chiếm lấy rồi. Rồi họ mới nói rằng là cái vùng kia là lãnh thổ của họ là vì 12 hải lý. Chứ còn cái nước Nga đó là họ đã chia trước rồi, họ chia cho đàn em khu vực đó. Mà họ không ngờ rằng Cộng sản Nga nó sụp đổ. Mấy nước đàn em nó trở thành nước riêng, họ tự nhiên mất đi cái miền trai biển. Yeah. À, thưa quý vị, quay sang uh, Canada để tiếp tục nói về vấn đề COVID-19 và vấn đề thuốc chủng ngừa. Thì uh, thưa quý vị, tại uh, Canada thì cái số lượng người, uh, tỷ lệ người dân chích ngừa là 85% những người chích được một mũi thôi. Nhưng số người chích hai mũi thì không có nhiều. Và cái số lượng người bị lây nhiễm COVID-19 cũng đang gia tăng và nhất là tại cái tỉnh Quebec là cái nơi mà người dân nói tiếng Pháp đó. Thì hiện bây giờ cái số lượng người lây nhiễm rất là mạnh. Thành ra là chính phủ địa phương của tỉnh Quebec đã đưa ra một cái lệnh là bắt buộc tất cả những người dân tại đây là phải chích ngừa COVID-19 đầy đủ. Nếu không đó, thì họ có thể là sẽ phải chịu một cái hình phạt. À, mà cái này phạt là phạt bằng tiền. Tức là quý vị, cái những người nào mà không chịu đóng, không chịu chích ngừa đó, có thể là sẽ phải trả cái tiền thuế về bảo hiểm, sức khỏe cao hơn cả trăm đô la mỗi một tháng. Anh Vũ Kiệp. Điều này thì cho thấy rõ là người dân cũng có một cái khuynh hướng giống như là nước Mỹ. Họ có cái quyền tự do chọn lựa của họ thành từ ra giới chức của chính quyền từ cấp từ bang cho tới liên bang đều phải đưa ra những cái biện pháp mạnh tay. Dụ mãi họ cũng không chích như là Mỹ tặng tiền sổ số lên tới bạc triệu, tặng cần sa, one joy for chap đủ các thứ tặng quà cáp họ cũng vẫn không chích. Và ngay cả lính quân đội họ cũng không chích. Ở ngay tại Texas có một cái vụ kiện đang rất lớn với lại biệt kích Mỹ Navy SEAL 36 quân nhân kiện liên bang bởi vì cái quyền cái đó là cái quyền tự do tuyệt đối của họ hiến pháp đã được ghi nhận cho nên bây giờ phải dùng biện pháp mạnh tay Quebec đó là cái tỉnh đông dân hàng thứ nhì của Canada đang có kế hoạch là sẽ đánh thuế những ai không chịu trích ngừa cái chuyện đó cũng không biết phải nói làm sao anh cơ thưa anh là không phải cái thuế trích ngừa nhưng mà nói như anh Quang trước nói tức là cái tiền bảo hiểm về y tế thế thì những uh, Quebec là một cái tiểu bang lớn uh, nói tiếng Pháp, thành ra cái Quebec ngày xưa đã có thời kỳ muốn tách khỏi Canada để ra một cái quốc gia riêng nhưng mà họ biểu quyết không được, thành ra nó vẫn còn ở trong Canada và cái uh, tiểu bang này họ nhất định bây giờ đây thì uh, cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở bên Canada là bảo hiểm y tế giống như Medicare vậy toàn dân nhưng mà không phân biệt tuổi. Medicare thì 55 năm nhưng mà bên kia thì không không có tuổi. Tất cả những người dân đều có bảo hiểm y tế của chính phủ. Thành ra bây giờ chính phủ nói, nội chính phủ cái bác bảo rằng không. Bây giờ bảo hiểm bảo hiểm y tế là phải tăng giá cho những người không chích ngừa. Bởi vì chúng tôi không muốn trả tiền nhiều cho những người này. Thế đó là cái lý do mà họ bắt buộc như vậy. Nhưng mà họ nói như vậy thôi. Nhưng mà họ chưa có làm và họ chưa biết cái tiền đó là bao nhiêu. Dạ. Dạ vâng. À, thưa quý vị, trong khi đó thì nói về cái uh, thuốc chủng ngừa đó thì bây giờ có một số quốc gia chẳng hạn như là bên phía của Israel, họ đang rục rịch để có thể chuẩn bị chích cái mũi booster thứ hai, tức là mũi thứ tư đó để mà có thể nâng cái 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 cái, cái mức độ hiệu nghiệm của thuốc chủng tăng cao để chống lại cái cô Omicron. À, tuy nhiên tại bên Liên Âu đó thì ngày hôm nay Bộ Y tế của Liên Âu lại đưa ra một cái 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 thông tin cho rằng là đừng có lạm dụng quá những cái mũi chích booster. Tại vì nếu mà chích quá nhiều như vậy đó thì có thể nó bị áp phê ngược. Tức là có thể nó sẽ khiến cho cái bộ miễn nhiễm, cái kháng thể trong cơ thể của mình nó sẽ bị yếu xuống bởi vì chích quá nhiều những cái loại thuốc chủng ngừa vào cơ thể. Không biết đúng sai ra sao nhưng mà <laughs> thấy có vẻ như anh Vũ Kiệm cũng đồng ý với cái cái, cái, tôi, cái nhận tôi, xét tôi này. có cái cùng cái suy nghĩ yeah. giống như anh trương nói nhà bè nước chảy chia hai ai về gia đình đồng nai thì về rõ ràng cùng là một con bệnh Cùng là một con virus y tế âu châu có cái nhìn và cái lập trường khác với mỹ âu châu cảnh cáo không làm dụng mũi booster trong khi mỹ booster booster và booster tin ai bây giờ nhà bè nước chảy chia hai <laughs> thưa anh và thưa quý vị <laughs> trong cái vụ này đó thì uh, vấn đề booster như thế nào chỉ vì người ta gọi rằng mũi booster này là mũi booster thứ hai thành ra mũi hay mũi thứ tư nó rất là rắc rối nếu mà họ gọi rằng là đây là mũi booster năm năm này tức là ba mũi kia là thuộc vào năm trước và mỗi năm đều có chích cả thì lúc bây giờ họ sẽ không có bàn đến vấn đề này đây chỉ là một cái cách nói mà thôi bởi vì theo cái quan điểm của booster tức là kháng thể phải nhạc thì người ta mới chích booster và vì đó là cái lý do tại sao mà họ muốn chích booster và chỉ vì người ta sợ rằng chích ngừa có thể gây hại đến cơ thể bây giờ chích ba mùi không hại thì chích mùi thứ tư có thể hại đó là chuyện tôi rất là đồng ý cái chuyện đó nó có thể có yeah. chứ không phải là không nhưng mà nó có thì phải chứng minh phía canada à, phía tây phương phía mà châu âu không chứng minh điều này mà chỉ nói sơ lược như vậy thì chứng tỏ là họ chưa có data để nói cho nên vấn đề tất cả mọi vấn đề bây giờ chỉ là vấn đề thời gian mà tại sao bên phía Israel họ chích mũi thứ tư nhưng mà họ chỉ chích cho người già trên 60 tuổi và những cái người tuyến đầu y tế mà thôi. Vì sao? Bởi vì họ có thể họ có data mà họ không có giảm khai thác bởi vì cái data đó không có lợi cho mũi thứ tư thì cả đó mình không biết. Họ không có công bố nhưng mà họ rất là cẩn thận trong cái thời gian mũi thứ ba họ nói rất rõ rằng mũi thứ ba là pha nhạc cho nên họ chích mũi thứ tư và bây giờ họ chích vụ thứ tư họ không có nói gì về cái data đó cho nên có thể rằng là cái data đó nó có thật mà mình không biết. Dạ. Yeah. <laughs> Nhưng mà cái tin sau đây thì không biết có data hay không. Đó là về cái vấn đề mà nếu mình chích uh, uh, chích chích covid 19 đó bị 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 bị, bị mình chích yeah. thì về phía đàn ông có 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 nguy hiểm hơn. Dạ. Yeah. Uh, cái, 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 cái đó thì cái 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 uh, data. Dạ, yeah, tức là yeah, cái dương vật của đàn ông sẽ bị thu nhỏ lại yeah. nếu như bị mắc COVID-19. Dạ, yeah, cái đó thì có data. Yeah. ta, uh... cái đó là cái sai phát kinh khủng mà người ta mới khám phá trên phụ nữ đó, có một người trên 65 bị COVID sau đó có kinh nguyệt trở lại. Ừ. Bây giờ bên phía đàn ông bị teo buzi nói một cách rất là nhẹ nhàng là như vậy quý vị hiểu rồi hoặc là muốn nói rõ hơn Đúng, là rồi. dương vật từ hoặc là, là cổ rồi. quý teo dạ. vâng cái chuyện này thì là chuyện có thật là bởi vì họ cũng căn cứ trên các cái data sau khi những người đàn ông họ cảm thấy rằng là họ giảm đi bởi vì cái khả năng của họ họ thấy mỗi ngày họ tắm họ nhìn thấy họ nghĩ rằng là nó có giảm đi nhưng mà cái giảm đi này nó xảy ra ở những cái người mà long covid long covid là sao long covid tức là họ lấy covid mà họ lâu lạnh một thời gian rất là lâu chứ không phải như người ta 10 ngày là 10 ngày thì nó hết lây nhưng mà nhiều người họ mất vì giác lâu ngày lâu tháng và những cái người này họ mất cái chuyện này lâu ngày lâu tháng cho nên họ đi bác sĩ và các bác sĩ đều xác nhận rằng cái số người mà teo bú sĩ đó đó nó phải nói rằng là khá đông cho nên họ mới yết lên trong cái vụ này À, cái chuyện này là cái chuyện thật chứ không phải chuyện đùa tuy rằng nó được đăng ở một cái tờ báo mà không lấy gì làm uh, chuyên môn đăng về những tin không uh, chuyện tin mà tờ ở mirror, đăng này, đúng ơi, không đăng này, đó à. là tờ mirror Sun, tờ sân, à. dạ, bảo đảm với anh sau bản tin này thì uh, sẽ có nhiều đâu người phải nghĩ, là ít anh chích ngựa à, teo <laughs> gần <laughs> teo <laughs> <tèo> gần 4 cm <laughs> gần dạ. 4 cm nhiều lắm chứ chú ý vụ này hơi kỳ chứ sao dạ, vâng thôi đã hết Vũ giờ rồi chiến lược mà. chúng tôi xin được kết thúc <laughs> chương trình tại đây cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi và mời quý vị tiếp tục nghe làn sóng chúng tôi sẽ quay trở lại với cà phê sáng xin kính chào tạm biệt quý vị chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855 990 9000, 1855 990 9000 hoặc v247power.com. Vinashop 1855 855 5888, 1855 855 5888. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè, một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1855-855-5888 Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình VinashopTV.com 1855-855-5888 ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982.